Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Vietstrat. Thì cũng rất lâu rồi Vietstrat mới quay trở lại làm video để chia sẻ với các bạn. Thì ở cái video này Vietstrat sẽ làm một cái video để chia sẻ cách hướng dẫn các bạn sử dụng kìm hàng thiếc bạn nhé. Để các bạn chưa biết cách sử dụng, có thể sử dụng để thay thế linh kiện này. Và khi mà cái kìm hàng thiếc ấy thì nó cũng rất dễ sử dụng thôi. Nhưng nếu các bạn mà không biết cách sử dụng ấy thì cũng như trước đây Vietstrat thôi, đã bị sử dụng hỏng, không biết cách sử dụng đã hỏng rất nhiều, bạn rất tốn tiền để mua cái kìm hàn này. Nhưng hôm nay thì Vietstrat sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng kìm hàn, làm thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để mỗi hàn nó tròn, nó đẹp, để khi mà chúng ta sử dụng để thay thế linh kiện sẽ là nhanh chóng và kìm hàn rất là bền các bạn nhé. Cái kìm hàn này thì Vietstrat đã sử dụng một năm nay rồi. Và ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Thì ở đây Vietstrat có hai sợi dây đồng các bạn nhé. Hai sợi dây này tương đương với hai cái sợi dây âm và dương mà các bạn vừa mới tháo ở cái mạch của các bạn ra ấy, thì các bạn cắt đi một đoạn ngắn này, xong tuốt dây nó thành dây đồng các bạn nhé. Đấy, dây đồng. Sau đó chúng ta dùng thiếc để phủ lên một cái lớp bọc thiếc ở trên hai sợi dây điện này các bạn nhé, để khi mà hàn vào thì nó sẽ bắt điện, bắt mối hàn rất là nhanh. Đây các bạn có thể nhìn thấy nhé, đây mình dí vào đây. Đấy, tiếp tục là dây âm. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đấy, mối hàn rất là tròn bóng nha các bạn nhé. Tiếp theo khi ở trên mạch các bạn muốn hàn ấy, cái mối hàn các bạn nhìn thấy, cái đầu âm, đầu dương ký hiệu nhé, thì chúng ta sẽ phủ tiếp một cái lớp thiếc lên đây các bạn. Đây các bạn để thiếc ở đây nhé, đúng cái đầu âm nhé. Sau đó đặt cái kìm hàng nằm ngang và sau đó đùn thiếc vào. Rồi nhả lên. Đấy, mối hàn rất là tròn nữa các bạn nhìn nhá. Tiếp tục là đầu dương này. Đặt thiếc ở đây. Đặt kìm hàn xuống, đùn thiếc vào, nằm ngang ra. Đấy, sau đó nhấc lên. Mối hàn rất là tròn và bóng nhé. Đấy. Bây giờ mình sẽ hàn thử này, các bạn nhìn nhé. Vẫn phải làm thêm một tí thiếc nữa này. Sau đó hàn này. Đi vào đây. Đấy, rất là ăn luôn các bạn nhìn nhá. Một tí thiếc nữa này. Đặt đây. Đặt chạm nhẹ xuống, sau đó hàn. Đấy, mối hàn rất là bóng và tròn và đẹp các bạn nhìn nhé. Đấy, thì vừa rồi thì Vietstrat mới giới thiệu các bạn cái cách sử dụng cái kìm hàn tưởng chừng nó rất đơn giản nhưng mà rất là khó cho bạn. Các bạn mới học ấy, mới tập làm ấy, thì các bạn có thể làm theo cách của Vietstrat để có thể tự mình mua kìm hàn và để sửa chữa các bạn nhé. Thì có một cái mẹo sử dụng kìm hàn ấy, để kìm hàn mình sử dụng lâu bền ấy, thì các bạn nhìn thấy mỗi lần mình nhúng thiếc vào ấy, thì nó sẽ có một cái lớp thiếc ở đây như một cái lớp thiếc kim loại ấy. Khi mà mình rút điện ra để nguội thì nó sẽ bám vào cái sắt này, nó bị oxy hóa, nó sẽ tạo thành một cái lớp rất là dày, mà khi mà chúng ta cắm điện vào ấy thì nó sẽ không nóng được cái kìm hàn này nữa, chúng ta sẽ không hàn nữa, rất là khó chịu, hàn rất là khó chịu nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái ca như này và cho một cái rẻ lau đấy, sấp nước ẩm ẩm đi. Đấy, khi mà mỗi khi lần hàn xong nhé các bạn nhé, để các bạn cho cái kìm hàn vào đây các bạn lau đi. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lớp lau của mình chưa, lau đi sạch, bởi vì kìm hàn nó đang nóng thì cái lớp thiếc này nó vẫn còn đang mỏng. Đấy, và dễ lau. Đấy, mình lau đi này, lau quanh đi. Đấy, thì cái kìm hàn của mình lúc nào cũng bóng và đẹp các bạn nhé. Đấy, khi mà sử dụng xong ấy, thì chúng ta sẽ lau đi bằng khăn ướt. Thì trước đây thì Vietstrat không biết thì đã sử dụng và vứt đi rất nhiều kìm hàn này. Bảo kìm hàn này, kìm hàn đẻo, nhưng mà thực ra không phải các bạn ạ. À, kìm hàn này mình mua chỉ có 70-100 nghìn ở ngoài các quán này. Đấy, nhưng mà khi mà không biết cách sử dụng ấy thì chúng ta sẽ vứt đi rất nhiều. Đấy, và khi mà sử dụng tốt ấy thì nó rất là bền và đẹp. Đấy, các cái mối hàn nó rất bóng, và bởi vì là nó không có cái lớp gì nó bọc ở đây thì nó sẽ truyền nhiệt nhanh hơn các bạn nhé, để các bạn sử dụng tốt hơn. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi của video của Vietstrat. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin cảm ơn.